Mình đặt dài. Như anh với Hường mà cá ví dụ là hôm nay mà trời mưa thì Hường mất 5 con cá quả. Nếu mà trời đấy. Mà không mưa thì anh mất chẳng hạn. Không ảnh hưởng gì lắm. Bình thường vui. Ôi giời, bạn chị là anh chứ chị cái con thật được bên Tây Hồ bên trên anh ấy chị phải. Cái con cá bằng này ui giời ơi em đánh trời kinh lắm. Vài chục thì mình đặt ít không được. Chục nhưng mà không chơi thì làm gì? Nó luồn to. Cái gì? Cái gì? Chơi cái gì? Chơi cái gì? Bảo ván bé nhất là 400 người. Chơi gì? Chuông. Chơi 400.000 bàn à? Bán một bài á? Đấy là ít nhất đó là 10 bán là 4 triệu bố rồi nó. Mà chưa kể những cái khác nữa. Ừ đấy, nếu mà đem 400 nó ù xuông ấy. Thế là ù xuông ấy thì em mới bảo là nó còn chưa kể những cái khác nữa đúng không? Con cước là 20 mấy điểm ấy. Sao là bao tiền? 20 mấy thì ông nhân ra một dịch là đánh 24 chẳng hạn thì chịu. Một dịch là 200.000. Mình đấy thì mình đánh 20 mấy điểm. Nhưng cái đấy thì mình không hiểu. Ủa. Một người là 5 triệu. 5 triệu một ván á? 500.000. Ôi giời cái bà ơi. 5 triệu. Thế thảo nào mà anh Trọng bảo là đi á, chỉ có buộc tí chun được thế đấy. Xuông thì là mất 400.000 cũng. Là cái rẻ rách nhất đi. 400.000 một người. Các sếp đi đánh bao giờ cầm ví. Thế là những người mà cầm ví mà em mà nhìn những ông nào đi chơi mà cầm ví như anh có nghĩa là biết thằng ấy là thằng không tiền. Đấy. Còn ông nào mà đi chơi mà không có ví mà chỉ thấy túi phồng thôi thì là ông ấy có tiền. Với chun đi, muốn đi chun hả? Sau mà nhìn thấy thằng nào mà muốn vay tiền là nhìn thằng không có ví nhá. Tức là làm một xe xem nhà bác ấy. Mấy sập tầm. Thế phải mang mấy sập 500 nghìn đi nhờ. Hay đánh đò này. Không, so này mang 200 triệu đi mà anh nhiều. Đánh 1 thôi. Đánh 1 thôi. Đánh 1 to nhất ở đấy là 42 thì cũng là 40.000 một ván thôi. Của đấy em thấy là to lắm rồi. Đánh 100, 200 gì đấy. Mà em thấy mấy ông đội á, tuần nào đánh như chị nhá. Anh Huynh nhá. Mấy cái ông đội, ông Mạnh nhá, tuần nào thì đánh. Cuối tuần. Không to như vậy, nhưng 1-2 cũng chết bao nhiêu tiền rồi. Đấy. Bài mới thì chắc là đúng rồi. Tuần nào đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Em bảo những ngày là tuần nào chơi thì tuần này cũng thua. Tuần sau thắng thì cũng thua thì cũng liên tục. Đam mê đã kiểm tra lần 1 này. Đèn là chết đấy. Có 10 thầu đất này. Nó đã ra lần 2 rồi. Còn 1 cái chun. Còn cái nịt. Hôm trước đợt đi Ninh Bình thì xong chị Lan Anh hay ai bảo là quên chun. Anh Ngọc quên chun. Chun nhiều. Sao quên chun là cái gì? Mình chả hiểu gì. Xong mình cười phá. Như điện lực mình một dạng ngày hôm nay thì có hai trận gì được vừa đặt. Chưa ra cũng biết chơi à? Hỏi thế đam mê. Hôm trước hôm đấy chị Hồng ấy bảo anh chơi cái loại gì cao cấp mà chị không hiểu. Sao giờ đi kia là xếp được mà? Hai lần xếp thua. Được. Được xếp gian được. Anh ăn thua nào được. Lần nào đi xếp qua thì chia được cả. Hôm đi cô Tô. Cô Tô anh ăn thua. Thua nhiều. Anh ăn thua không? Anh ăn thua ít thôi. Nhưng cô Tô thì sao đánh ít? Thời gian nó ít không lắm. Thì cô Tô thì đấy đánh 1-2 thôi. Thế cô Tô là ai được hả anh? Không ấy được. Cô Tô là có ai nhiều nhỉ? 1-2 mà đen thì cũng phải đi. Sếp Quang, anh Ngọc, với anh Sếp Giang, anh An. Sếp Giang ai được? Sếp Giang ai được? Bình thường đưa sếp tiền, sếp Giang đưa lại được. Anh đi cái cháu ở trên kia, sếp Quang, sếp Giang không lại như sếp Giang. Sếp Quang kiểu bảo là đúng là ông Giang là công đoàn, ông Giang phục vụ rất chu đáo. Từ các cháu đến các bạn anh. Hiểu thế này, sếp Quang. Thật ra như sếp Quang hay ngủ xem sếp đánh thì là sẽ có đỏ đen được không? Đỏ em như đánh nó phải có đầu óc. Nói chung là đỏ đen nó cũng là một phần nhưng mà phải có đầu óc và cả cái môn thì chơi kiếm tiền mà không tận dụng trí đầu óc đấy. Nó cuối cộng trừ nhân chia ba cây đúng không?
Ôi giời, ba cây. Ba cây đánh cũng không được không? Cộng mãi đường ấy, chỉ xem anh Nam đánh mẹ nặn lên nặn xuống thế á? Mình nặn lên nặn xuống mấy ông còn chưa nhìn đến đâu. Hả? Mình cộng mãi tức là ông mới chỉ nhìn nhá. Ông em